Em là chủ kênh Vườn Lan Phương Hùng, xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2021. Nhà vườn em lại lên một số mặt hàng để giới thiệu chia sẻ cho các bác những mặt hàng giống hoa lan đẹp nha em. Hôm nay em có mặt hàng ám mắt châu hương xanh, hương thọ, năm cánh xanh hương thọ, rồi là mít tố đan. Đó. Rồi là gái nhảy nữ hoàng 28 và năm cánh trắng Hà Tĩnh. Sau đây em cũng không để cho các bác chờ đợi lâu, em đi vào chi tiết từ đơn hàng. Trước tiên em vào đi vào chi tiết từ đơn hàng, cũng kính mong quý anh chị cho em xin một nút like và nút đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất hàng ngày nhé. Đó, em đi vào đơn số 1. Đơn số 1 đó là mặt hàng năm cánh trắng Hà Tĩnh. Đây, cái này nhà em có 3 đơn hàng năm cánh trắng Hà Tĩnh. Đó, đây là một cây cũng có 2 mầm gốc. Đó, đây các bác nhìn đó, 2 mầm gốc, mắt gốc rất to đang lên này. Đó, cái kỳ này thân mẹ nó dài được khoảng 4 cm, một mầm gốc lên được 1 cm là 5, và một mầm tiếp theo đang lên đây. Đó, em chia sẻ với giá là 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng em cho các bác coi khuôn bông. Đây là khuôn bông năm cánh trắng Hà Tĩnh, rất tương đối là đẹp, rất là đẹp. Đó, năm cánh trắng Hà Tĩnh 2.500.000 đồng cho hình số 1. Em chuyển sang hình số 2. Hình số 2 cũng là một kỳ, một thân mẹ này và 2 mầm gốc. Đây, 2 mầm gốc nhé. Đây, mầm tiếp theo đang lên này. Đó là 2 mầm gốc. Đó, em chia sẻ cho các bác là 2.300.000 đồng. 2.300.000 đồng cho hình số 2. Đó, hai triệu ba trăm nghìn đồng cho hình số 2. Và sau đây em chuyển sang hình số 3. Hình số 3 đó là một kỳ này, cũng là 2 mầm gốc, một kỳ lên 2 mầm gốc. Đó, 3 triệu đồng cho hình số 3. Và em cũng nói luôn là những cái mặt hàng này em đều viết giấy bảo hành kèm theo cho các bác, và em nói luôn là nguồn cây này, cây năm cây trắng Hà Tĩnh này và nữ hoàng 28 này, rồi là gái nhảy này, là nguồn gốc em lấy từ bản Lê Anh Hùng, bản Lê Anh Hùng ở Sơn Đông, một phải Vĩnh Phúc. Đó, hàng bao chuẩn cho các bác yên tâm để sưu tập. Đó, đây em cho các bác coi qua cái nick Facebook này. Đó, đây bản Lê Anh Hùng này, nguồn gốc em lấy từ bản này, chuẩn hàng và chuẩn giống cho các bác yên tâm các bác sưu tập. Đó, đó, nguồn gốc của bạn luôn, em qua em đi lấy và em đều có trách nhiệm bảo hành cho các bác tuyệt đối luôn. Đó, 3 triệu đồng cho hình số 3. Sau đây em chuyển sang hình số 4. Hình số 4 là mặt hàng nữ hoàng 28. Nữ hoàng 28 một mẹ này, đó, thân mẹ này và 2 mầm gốc. Mầm gốc rất là khỏe, rất là uy lực này. Đấy, đó, rất đẹp. 750.000 đồng. 750.000 đồng cho hình số 4. Các bác coi, cho các bác coi khuôn bông luôn. Đây là bông nữ hoàng 28, một mặt bông rất là đẹp. Đó, này các bác nhìn coi này, đó, rất là đẹp. Đó, chuẩn mặt bông và chuẩn con dấu cho các bác. Hình số 4 là 750.000 đồng. Em chuyển sang hình số 5. Hình số 5 cũng là một mẹ và 2 mầm gốc, rất là tốt rồi. Đó, rất là tốt rồi, mầm gốc và đã có rễ hết rồi. 850.000 đồng cho hình số 5. Đó, 850.000 đồng cho hình số 5. Đó, quay lại các coi này. Đó,
Em chuyển sang hình số 6. Hình số 6 cũng là một mẹ và ba mầm gốc. Một mẹ ba mầm gốc các bác nhá. Đấy. Mẹ lên ba mầm gốc. Đấy. 800.000 đồng cho hình số 6. Em mà chuyển sang hình số 7. Hình số 7 có một mẹ và hai mầm gốc. Đó. Một mẹ này. Và có hai mầm gốc. Đó, mầm gốc rất là khỏe. Con đã tốt bằng mẹ rồi. Một triệu đồng cho hình số 7. Sau đây em chuyển sang hình số 8. Hình số 8 đó là mặt hàng nữ à, gái nhảy. Cái này thì em không có nhiều, em chỉ có nguyên có một chậu thôi. Em chỉ lấy được nguyên có một chậu này. Đó. Một mẹ ba mầm gốc. Và coi cái này mầm gốc rất là to này. Một mẹ nhưng ba mầm gốc. Rất là khỏe. Và khi bạn Lê Hùng đã kích, đã lên kỳ trên thân này, đang lên kỳ trên thân này. Đó. Đấy, lên hết kỳ trên thân rồi. Mà chắc chắn cái này là cũng sẽ có hoa. Bạn nói là bạn trích một cái đốt này có hoa này. Và cây thì hoàn toàn là đã nở hoa nhà bạn. Tất cả là có hoa tại giò rồi. Trước đây là bạn lấy từ vườn lan Hà Thanh từ trước. Sau đó là về bạn làm giò nãy rồi bạn chia sẻ ra. Đó. Đây em cho các bác coi khuôn bông. Đây là khuôn bông gái nhảy. Đó, rất là đẹp. Rất là đẹp các bác nhé. Cái này thì các bạn thông cảm. Số tiền thì nó cũng lớn chút đấy, nhưng mà không, em không có cách nào em tách ra được cả. Thì em lấy cả chậu luôn. Các bác nào lấy được cả chậu thì lấy này. Đó, về tỷ lệ làm kỳ được 2, 4, 6, 7 kỳ. Chắc chắn là sẽ được 7 cái kỳ và ba cái mầm gốc. Rất là lực. 3.500.000 đồng cho hình số 8. Đó. Và sau đây em chuyển sang hình số 9, số 10, 11. Thì báo cáo các bác là video vừa rồi, hôm vừa tới là em có chia sẻ là kỳ 52. Hôm qua em sang lấy kỳ 52 bạn không để cho, nên là em mua thẳng cả giò mẹ về em chia sẻ cho các bác. Đây là mặt bông tố đan. Đây là mít tố đan các bác nhé. Đó, đây là mít tố đan này. Cho các bác coi khuôn bông này. Rất là đẹp. Quá là đẹp luôn. Đó. Để em sẽ chia sẻ mấy kỳ này. Đó. Đây là cái lá mẹ của nó này. Đó. Kỳ năm nay hoàn toàn không kích, không gì. Bạn cắt cái phần này để làm kỳ. Còn lại đây nó tức thì tự nó phá. Mà kỳ tất nhiên đã ra giá thì em mới bán. Nhưng còn nếu như kỳ không ra giá em không bán cho các bác. Kéo có nhiều cái kỳ không ra giá về, các bác là chăm mà không lên được đâu. Các bác là phản hồi em mà khó chịu. Cho nên là cái nào ra giá em mới bán. Tất cả là đã ra giá nhé. Đó, rất là đẹp. Đấy. Rất là đẹp. Đó, thì sau đây em tách và chia sẻ cho các bác kỳ 51 của mít tố đan. Các bác coi các bộ giá rất là khỏe. Đây là một cái cây, cái con đi lõ nhá. Cái tỷ lệ cái con đi lõ này nó nuôi kỳ rất là khỏe này. Đó. Đây, cái dây này đây. Cho các bác coi này. Không như người khác họ bắn hàng cầm cắm vào thì không được. Đây, cho soi đi. Đây, cái này là nó không mất luôn. Mẹ rất là khỏe này. Ha.
cái chỗ là thân mẹ này. Đây, em đi lại nhé, xin phép đây em đi lại em làm dấu cái này. Em chia sẻ hình số 9 này. Hình số 9 đó là một kỳ. Kỳ 51 của năm nay. Đó, đã rất là khỏe này. Đó. 400.000 đồng. Đó. 400.000 đồng. Sau lát em cũng mua theo để sợ sau nhé. Em chuyển sang hình số 10. Hình số 10 cũng là 400.000 đồng. Đó. Sau đây em chuyển sang hình số 12. À, 11 cũng là một kỳ này. Đó, rất là đẹp, đã rất là khỏe này. Đó, cũng là 400.000 đồng. Em chuyển sang hình số 12. Số 12 thì kỳ này nó ngắn hơn chút nhưng mà cái này lại lại được là một mắt đăng lên. Đây cho các bác coi này. Đây em làm thì em cũng cân đối rồi. Đó, đây một mắt đăng lên. Đó, đây là kỳ tự nhiên các bác nhé. 400.000 đồng. Mình viết thiếu số nhỉ. Cho mình viết thiếu số này. Và sau đây em chuyển sang hình số 12 thì cũng xin lỗi các bác là em viết sai cái số, viết nhầm cho nên là thiếu số thì em viết thêm các bác nhé. Em ghi là 12A. Các bác lưu ý khi các bác chốt hàng thì các bác lấy hình 12 hoặc 12A thì liên hệ với nhà em, thì các bác lấy 12A thì bảo 12A cho em nhé. Đó, em chia sẻ tiếp theo này. Đó là hình số 12A cũng là 400.000 đồng. 400.000 đồng có một kỳ này. Đó, một kỳ này. Đó, rất là khỏe. Và thêm một mắt này. Một cái mắt, em bóc cái mắt này rồi. Bốc sáng rồi cho các bác nhìn rõ. Bốc cái vò. Máy cầm máy không quấy được. Được rồi. Ở đây đâu. Đó. Đây là 12A các bác nhé. Các bác lưu ý dưới này. Đây mắt nó lên này. Đó. Nhìn em bóc nó ra bìa mắt như này. Mắt sáng rất là to này. Đó, 400.000 đồng. Sau đây em chuyển sang hình số 13. Em có hai số 13 thì em ghi cái số này là số 13A. Số này là 13 thì em không ghi A. 13A các bác nhé. Cũng là 400.000 đồng. Cũng là kèm theo thêm một mắt. Đây một mắt sư ngủ lên đây rồi. Bóc trước cái này. Đó, đây số này. 13A này, đây mắt này. Đó. Cũng là 400.000 đồng. Đã rất là khỏe. Đó. Và em còn lại một số mắt ngủ này. Gồm có này. Đây không có mắt ngủ mà mắt thức rồi các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Vì cái này là bạn ấy bạn cắt cái ngọn đi làm kỳ thì nó tức là nó sẽ phá ra đấy bác nhé. Các bác nhìn mắt nó này. Mắt nào cũng như mắt nào. Nó nhú ra đây này. Đó. Nó sưng này. Đó. Nó lồi hết lên nào. Đó. Đó. Cái này là gồm có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái mắt. Đây, các bác cái gì này. Đó, nó sưng này. Gồm 8 cái mắt. Thì em có 8 cái mắt ngủ này. Em không đánh số. Thì nếu như mà bác nào mà lấy này. Em để cho bác với giá là 500.000 đồng. 8 cái mắt ngủ. 500.000 đồng 8 mắt ngủ, em không lấy số.
em nói luôn là 500.000 đồng 8 mắt ngủ. Đó, sau đây em chuyển sang hình số 13 thì em có một cái thân là dài là 2 này, 4 này, tầm 50 cm. Hàng này là em không biết mặt hoa. Các bác nhá, em không biết. Vì cái này là em mua hầu như là mua theo số. Vì nó ra rất tỷ lệ ra kỳ rất là nhiều. Đó, ra kỳ không. Đó. Mà em thấy thân lá nó đẹp. Thế nên là em cũng lấy về để chia sẻ. Bác nào mà thiện chí lấy thì em lấy 150.000 cho cái thân này, hình số 13 này. Đó, 150.000, rất là đẹp. Đó. À, tất cả mặt hàng này, nếu các bác yêu cầu em viết giấy bảo hành thì em sẽ viết giấy bảo hành gửi kèm theo cho các bác hết. Đó, sau đây em chuyển sang hình số 14 và số 15 và số 16. Đó là mặt hàng 5 cánh xanh. Thì hôm vừa rồi là em chia sẻ hết rồi. Em chỉ còn lại đúng có 3 cái kỳ thôi. Đó. Thì em chia sẻ hình số 14 này là một mẹ, một thân mẹ này, một thân mẹ này. Và một mầm gốc này. 500.000 đồng này cho hình số 14 này. 500.000 đồng cho hình số 14. Em chuyển sang hình số 15. Cũng là một mầm gốc và một thân mẹ này. Đó, cũng là 500.000 đồng cho hình số 15. Đó là cái thân này. Đó, 500.000 đồng. Em chuyển sang hình số 16. Hình số 16 thì hôm vừa rồi cái chậu này là em ghi bán cả chậu là 1.300.000 đồng. Thì hai thân kia em bán mấy thân 500.000 rồi. Còn lại cái kỳ nhỏ này. Đó. Kỳ này là kỳ nhỏ hơn. Nhỏ hơn thôi nhá. Đó. Và tất cả là ở dưới này nó có cái rêu. Thế cho nên là kể cả hai bác kia bác mua nó vẫn có rêu này. Nó không ảnh hưởng gì đến giá. Em đã tách 300.000 đồng cho hình số 16. Và sau đây em cho các bác chim ngưỡng bông hoa 5 cánh xanh Phú Thọ. 5 cánh xanh Phú Thọ các bác nhé. Đây, chuẩn hàng và chuẩn giống cho các bác. Đó. Sau đây em chuyển sang hình số 17 này. Hình số 17 đó là em chỉ còn một kỳ duy nhất là ám mắt trâu lưng xanh Phú Thọ. Ám mắt trâu lưng xanh Phú Thọ. Đó. Thì cái này em cho các bác xem hình vẽ rồi, xem hoa rồi. Đó. Thì nếu bác còn có cây duy nhất bác nào lấy thì vào Zalo em gửi mặt hoa cho các bác 200.000 đồng. Đó, hình 17 em cũng khép lại cái video của buổi sớm ngày hôm nay nha. Cuối video cho em gửi lời chào lời chúc tới toàn thể cô chú anh chị. Chúc các bác có một ngày mới vui vẻ. Em chào tạm biệt các bác.